Chào các bạn. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ qua về các không gian màu có ở trên phần mềm Photoshop và cách chuyển đổi các không gian màu qua lại với nhau. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy một cái không gian màu được hỗ trợ trên Photoshop là không gian màu RGB hay ta thường gọi nó là không gian màu RGB được tạo ra bởi ba màu gốc cơ bản là red, green và blue kết hợp với nhau tạo ra toàn bộ cái giải màu cho không gian màu này. Tiếp đó ta sẽ nhìn thấy một không gian màu được viết tắt là CMI hay là CMIK mà chúng ta vẫn thường quen gặp thì được tạo ra bởi ba màu nguyên gốc là cyan viết tắt của CC, magenta là màu đỏ cánh sen hay là màu hồng cánh sen và yellow là màu vàng. Không gian màu này thì ta thường được sử dụng trong các cái kỹ thuật xử lý hình ảnh cho công việc in ấn và không gian màu RGB thì được thường được sử dụng cho các kỹ thuật xử lý hình ảnh để hiển thị trên các thiết bị màn hình điện tử như là mình desktop, điện thoại, các cái sản phẩm như là video để hiển thị trên các màn hình máy chiếu của chúng ta. Không gian màu thứ ba các bạn sẽ gặp ở trên phần mềm Photoshop là không gian màu Lab Color. Không gian màu này được cấu tạo bởi ba giá trị L là viết tắt của luminance hay là chúng ta thường có một cách gọi khác là lightness tức là các cái giá trị ánh sáng hay là giải ánh sáng. Ngoài ra A là một cái giá trị đại diện cho giải màu được tạo ra từ red tới green và B là giá trị đại diện cho giải màu là từ blue to yellow. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên mô hình mà ta có trong phần minh họa ở đây. Photoshop, ngoài việc photoshop quản lý các bức ảnh của chúng ta dựa trên ba không gian màu này thì nó còn có một không gian màu nữa nó tên là index color Index Color là một cách quản lý không gian màu rất đặc biệt. Nó không phụ thuộc vào các màu cơ bản hay màu nguyên gốc, mà các các phần tử màu có trên bức ảnh sẽ được bóc tách một cách độc lập và được quản lý hoàn toàn độc lập. Màu này sẽ không phụ thuộc vào màu kia. Không gian màu này còn có thể gọi một cách hiểu đơn giản, nó là không gian màu theo dạng liệt kê mà không phụ thuộc vào các phần tử màu cơ bản. Trong quá trình làm việc với các bức ảnh trên Photoshop thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là các không gian màu như là RGB, CMY hay là Lab Color. Ngoài ra thì ta còn có một không gian nữa nó là một giải sắc độ grayscale bao gồm một giải các cái giá trị uh, chạy dọc từ đen cho tới trắng với các cái phần tử màu trung gian là màu xám nằm ở giữa giải màu này chúng ta sẽ quy định và gọi nó là giải màu xám hay là giải màu grayscale vậy là khi mà chúng ta mở một bức ảnh trên Photoshop thì chúng ta cần phải quyết định đến cái việc là chúng ta sẽ sử dụng không gian màu nào cho bức ảnh đó thì có một cái lưu ý khi sử dụng không gian màu trên các bức ảnh được chỉnh sửa trên Photoshop các bạn cần phải chú ý cho mình đó là nếu như các bạn sử dụng một bức ảnh với không gian màu RGB thì nó sẽ được phần mềm Photoshop thì Photoshop sẽ hỗ trợ một cách tối ưu nhất cho bức ảnh nào mà sử dụng không gian màu này có nghĩa là tất cả những cái lệnh mà chúng ta nhìn thấy ở trên phần mềm Photoshop thì đều làm việc tốt với cái không gian màu là RGB hay hiểu một cách khác là không gian màu RGB sẽ được hỗ trợ với tất cả các chức năng trên phần mềm Photoshop tuy nhiên nếu như mà bạn sử dụng một không gian màu là CMYK hay là cmi thì không phải cái lệnh nào trên phần mềm cũng sẽ hỗ trợ với không gian màu này giả sử như bạn nhìn thấy ở đây ta có một cái lệnh là vibrant nó không được hỗ trợ để làm việc với không gian màu cmi Tương tự như thế thì một số các cái lệnh khác ở trong các một số các cái menu khác thì nó cũng sẽ không hỗ trợ với không gian màu đó. Tuy nhiên là trong quá trình làm việc các bạn không muốn sử dụng bức ảnh ở không gian màu RGB thì chúng ta có thể hoàn toàn convert hoặc là chuyển đổi giữa các không gian màu với nhau bằng một thao tác vô cùng đơn giản. Đó là các bạn di chuyển vào menu Image, sau đó lựa chọn menu con là Mode và lựa các bạn thấy là trong Mode này thì chúng ta có thể thay đổi cái không gian màu của một bức ảnh một cách vô cùng đơn giản. Bây giờ mình muốn thay đổi không gian màu của bức ảnh này sang không gian CMYK thì mình chỉ chọn CMYK. Vậy là bạn nhìn thấy ở trên thanh tiêu đề của chúng ta nó đã xuất hiện chữ CMYK trong cái ngoặc đơn và xoạc một cái là số 8. Số 8 thì nó là liên quan đến vấn đề 8 bit mà ta đã nghiên cứu ở bài trước. Tương tự như thế bạn có thể hoàn toàn có thể chuyển nó sang không gian màu Lab color. Tuy nhiên là bạn nhìn thấy ở một số các cái không gian màu phía bên trên thì ta sẽ không chuyển trực tiếp được sang nó. Để có thể chuyển hình ảnh của các bạn sang một cái chế độ màu là du tone hay là bitmap thì chúng ta cần buộc phải convert cái bức ảnh của chúng ta sang một không gian màu là grayscale. Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang không gian màu grayscale. Bạn thấy bức ảnh của chúng ta nó sẽ chuyển về dạng ảnh xám, tức là ảnh có thang độ xám. Nó chỉ bao gồm các phần tử trắng, đen và các cái giá trị trung gian là grayscale mà thôi. Sau khi ta chuyển bức ảnh về thang độ xám rồi, thì các bạn mới có thể convert tiếp nó chuyển sang các cái chế độ như là đun tone hay là bitmap. Giả sử mình sẽ lựa chọn bitmap. Bitmap là một dạng không gian màu với giá trị một bit, một bit màu thì chỉ tương đương với hai màu mà thôi. Như vậy là bây giờ mình chuyển nó về không gian màu này, thì bạn thấy là bức ảnh của chúng ta nó chỉ có hai phần tử màu duy nhất là trắng và đen. Được tương tự như thế, mình có thể chuyển bức ảnh sang một cái không gian là du tôn không gian này là một không gian khá là đặc biệt cho phép bạn có thể xử lý một bức ảnh grayscale trở thành một cái giải màu với cái màu được chỉ định giả sử mình không muốn bức ảnh của mình nó sẽ là một giải màu từ trắng sang đen mình muốn nó sẽ là một giải màu từ đỏ sang trắng chẳng hạn bạn nhìn thấy là ta có thể đổi màu cho cái giải màu đó Tương tự như thế ngoài là một cái giải màu thì ta có thể thêm vào đó chế độ là hai giải màu Tức là ta có thể kết hợp màu đỏ với một màu khác để tạo thành một giải màu mới trên cái bức ảnh này Vậy là ta đang kết hợp hai giải đỏ vàng vào với nhau trên bức ảnh đó Đây là một trong những cách là giúp ta có thể làm kỹ xảo màu cho một cái bức ảnh Thông thường thì chúng ta cái lệnh này nó được sinh ra để, để xử lý cho các cái bản in với một kênh màu. Tuy nhiên là chúng ta lại không hay dùng nó vào công việc xử lý bản in mà ta lại hay dùng nó vào việc xử lý cái kỹ xảo dành cho việc pha màu cho một bức ảnh nào đó. Trong quá trình chỉnh sửa một hình ảnh trên Photoshop thì chúng ta thường tối ưu hóa bức ảnh đó với không gian màu là RGB ngoài ra thì ở một số các tình huống trong các bài tập cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý một bức ảnh trên không gian màu Lab color ở đây thì có một cái chú thích thêm cho các bạn giữa ba không gian màu quan trọng này thì giữa red green blue cmyk và Lab color thì nó có một cái uh, nó có một cái phổ màu hay là một cái số lượng màu được bao phủ trên ba không gian màu này lần lượt và theo cái trật tự là không gian màu CMYK là không gian mà có số lượng màu thấp nhất sau đó đến không gian màu RGB rồi cuối cùng không gian màu Lab Color là không gian màu sẽ sở hữu một số lượng màu lớn nhất vậy là khi mà bạn xử lý một bức ảnh dưới dạng RGB mà so với một bức ảnh ở dưới dạng CMYK thì thông thường bạn sẽ nhìn thấy là bức ảnh dưới dạng CMYK trông nó sẽ mờ và nó sẽ nhạt hay là nó sẽ bạc màu hơn so với một bức ảnh được xử lý ở trên không gian màu RGB. Cái này là một cái phần kỹ thuật chuyên ngành khá là quan trọng trong việc mà xử lý bức ảnh khi in ấn mà chúng ta sẽ cần phải làm quen ở trong các cái phần môn học đồ họa các môn học kỹ thuật đồ họa à, dành cho những designer ở đây thì mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn một số các cái khái niệm cơ bản về không gian màu trên một bức ảnh của photoshop để giúp chúng ta có thể xử lý các bức ảnh trên những không gian màu tối ưu trong quá trình biên tập màu cũng như là blend màu cho một hình ảnh nào đó